một khách hàng đến nghe loa say loa lại mày cứu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ để Phật thương cho khách về tỉnh cái cho ông về chứ không thì ông làm cho đây chết con. Nam Mô A Di Đà Phật. Bác tỉnh chưa bác? Bác bị ngộ vì loa đúng không? Thế mà say hết thương rồi, thương khỏi. Trên là này. Đang đau chỗ này đi. Đau chỗ này thì thế thôi. Gốc ở chỗ kia chứ. Bệnh nhân nó chỉ đạo bác sĩ. Bảo lại phải đi đầu kinh này.